presa per mano. Alla tenera età di 9 anni, lúc 9 tuổi, Don Bosco đã có một giấc mơ đầu tiên, trong đó theo một hình thức chưa rõ ràng, Đức Giêsu và nữ trinh Maria tin báo cho Ngài sứ mệnh trong tương lai của Ngài. Ngài thấy mình được số đông các trẻ đang vui đùa vây quanh trong một sân rộng lớn ở gần nhà. Một số đứa cười vang, số khác chơi đùa, song không ít đứa chửi thề phạm thượng. Nghe thấy vậy, Ngài lao bổ vào chúng, dùng nắm đấm và quát tháo bắt chúng phải câm miệng. Lúc ấy, một người trung niên hiện ra với Ngài. Ông ăn mặc sang trọng, có khuôn mặt rực sáng đến nỗi Gioan không thể nhìn vào ông. Người đó gọi đích danh Ngài và ra lệnh Ngài cầm đầu những đứa trẻ đó. Ông nói thêm, không phải bằng những cú đấm cú đá, nhưng với sự hiền lành và đức ái, con sẽ chiếm được lòng của những đứa trẻ này và biến chúng thành bạn của con. Don Bosco kể lại như sau, như không biết mình đang nói gì, cha hỏi ông là ai mà ra lệnh cho tôi làm điều không thể được? Chính bởi điều dường như không thể làm ấy, thì con phải làm cho nó thành có thể, bằng sự vâng phục và đắc thủ được sự hiểu biết. Làm sao con chiếm được sự hiểu biết đây? Ta sẽ cho con một bà giáo. Nhờ sự hướng dẫn của bà, con có thể trở nên khôn ngoan. Không có bà, mọi khôn ngoan đều trở thành ngu dốt. Nhưng ông là ai mà nói như thế? Ta chính là người con của bà mà mẹ con dạy con chào mỗi ngày 3 lần. À, mẹ con bảo con không được giao du với những kẻ con không biết rõ, nếu không có phép của bà. Vậy ông nói cho con biết tên của ông là gì đi? Tên ta ư? Con hỏi mẹ ta nhé. Đúng lúc ấy, cha thấy bên cạnh ông xuất hiện một bà có dáng vẻ lộng lẫy. Bà mặc một chiếc áo choàng tỏa sáng, như thể mỗi điểm được đính bằng một tinh tú sáng ngời. Thấy cha càng lúc càng bối rối, bà ra hiệu cho cha đến gần. Bà dịu dàng cầm lấy tay cha rồi nói, con xem đây. Cha nhìn và nhận thấy rằng lũ trẻ đã biến mất hết. Thay vào đó là cả một đàn thú, nào chó, mèo, gấu và nhiều thú vật khác nữa. Đây là cánh đồng của con. Đây là nơi con phải làm việc. Hãy làm cho con nên khiêm nhường, mạnh mẽ và cường tráng. Điều con thấy xảy ra cho những thú vật này bây giờ, con sẽ phải làm cho các trẻ của ta. Đoạn cha đưa mắt nhìn, và đây, thay vào chỗ của bầy vật hung dữ là nhiều con chiên hiền lành, chạy nhảy chung quanh, kêu be be như thể ca mừng người đàn ông và bà quý phái đó. Vẫn trong giấc mơ, cha bắt đầu khóc và xin bà giải thích cho cha hiểu. Bà xoa đầu cha và nói, đến giờ của nó, con sẽ hiểu mọi sự. Don Bosco viết lại, cha không biết điều gì đã xảy ra cho cha trong sự cố buồn thảm khi ba của cha qua đời. Cha chỉ nhớ rằng, mọi người rời khỏi phòng của người chết. Còn cha lại nhất quyết muốn ở lại. Mẹ của cha nói, Gioan đến đây với mẹ. Cha trả lời, nếu ba không đi cùng, con cũng không muốn đi. Mẹ của cha nói, khổ thân con tôi, đến với mẹ đi nào, con không còn ba nữa. Nói thế rồi, mẹ của cha bật khóc. Bà cầm lấy tay cha và kéo cha sang một chỗ khác. Khi ấy, cha khóc chỉ vì thấy mẹ khóc. Bởi vào tuổi đó, chắc chắn người ta không thể hiểu, mất cha thì mất mát nhiều biết chừng nào. Và đó là sự kiện đầu tiên trong đời mà cha nhớ được. Từ phút đó, Gioan và sau này là Don Bosco hiểu rằng trong cuộc đời Ngài luôn luôn có hai người mẹ Margarita vĩ đại và mẹ Maria trên trời.
đẹp biết bao khi thấy trên mái vòm của thánh đường mẹ phù hộ có bức tượng mẹ Maria dang rộng tay, hướng về con cái mình và tất cả chúng ta. Don Bosco thấy cùng một điều ấy. Ngài thâm tín rằng, đời Ngài luôn được mẹ trên trời, mẹ phù hộ các giáo hữu, đồng hành và hướng dẫn. Trong đời tôi, Đức Maria luôn hiện diện từ khi tôi còn tấm bé. Ngài luôn ở trong gia đình tôi, nhưng chắc chắn trong những năm đào luyện Salesian này, tôi trải nghiệm Đức Maria càng gần gũi hơn nhiều. Mẹ hằng hiện diện bên tôi và nên mật thiết hơn mãi trong đời sống tôi. Chắc chắn chẳng hạt là một khám phá của những năm này. Đó là lời cầu nguyện mà ngày càng trở nên của tôi hơn và làm cho tôi thấy ngày sống tôi trở nên tốt đẹp. Cách riêng vào cuối ngày, đẹp biết bao khi cầu nguyện bằng chuỗi tràng hạt để có thể nhìn lại một ngày với Đức Maria để đặt một số việc vào đúng trật tự, để phó thác cho mẹ nhiều điều, nhiều lo âu. Tràng hạt trở thành làn hơi thở, thành khí trời mát mẻ hàng ngày của tôi. Trong đời tôi không có biến cố đặc biệt nào mà không được liên kết với mẹ Maria. Nhờ mẹ mà đời sống hàng ngày của tôi được đẹp đẽ, lành mạnh và sâu xa. Và trên hết, tôi nói rằng Đức Maria là mẹ của tôi vì hai chữ, kiên trì và thanh khiết. Nhìn về những sự kiện đã trải nghiệm trong suốt những năm này, thì có lẽ sự nản lòng, chút thất vọng, những giới hạn bản thân nơi tôi đã thắng thế. Tuy nhiên, Đức Maria lại ban cho tôi niềm hy vọng. Mẹ dạy tôi hy vọng. Nhiều lần tôi cũng cầu nguyện cho một số hội viên, phó thác cho mẹ sự kiên trì của họ. Và nếu họ vẫn còn ở đây giữa những người Salesian, thì tất cả cũng nhờ mẹ Maria. Rồi điều khác nữa là sự trong sạch. Tôi nhìn Đức Maria là khuôn mẫu quan trọng về cách thức yêu thương. Đức Maria dạy tôi yêu mến một cách trong sạch, tự do và trong suốt. Hằng ngày, tôi sống và trải nghiệm điều này bằng việc đặt mình trong trường của mẹ và cảm nhận mẹ bước bên cạnh tôi. Lạy mẹ yêu dấu, mẹ phù hộ các giáo hữu, xin giữ chúng con trong cánh tay dịu dàng và mạnh mẽ của mẹ. Xin dẫn chúng con trên những lối đi thường là gồ ghề của thế giới này. Xin nâng đỡ và trợ giúp chúng con để chúng con trở nên khiêm nhường, mạnh mẽ và cường tráng. Để chúng con là môn đệ đích thực của Đức Giê-xu và là nhà giáo dục cho người trẻ hôm nay.